Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 7 trang 58 đến trang 64. Bài 3: Truyện khoa học viễn tưởng. Sách cánh diều. Yêu cầu cần đạt đó là nhận biết được một số cái yếu tố hình thức, sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật, bối cảnh và nội dung gồm có đề tài, chủ đề và ý nghĩa của truyện khoa học viễn tưởng. Nhận biết và vận dụng được số từ, phó từ vào đọc hiểu, viết, nói và nghe có hiệu quả. Viết được bài văn biểu cảm về một con người hoặc là sự việc. Biết thảo luận nhóm về một vấn đề còn gây tranh cãi. Trân trọng những ý tưởng khoa học. Lòng dũng cảm, yêu thiên nhiên, thích khám phá, thích tưởng tượng và sáng tạo. Kiến thức ngữ văn. 1. Truyện khoa học viễn tưởng. Truyện khoa học viễn tưởng là những cái tác phẩm văn học mà ở đó tác giả tưởng tượng hư cấu dựa trên thành tựu của khoa học và công nghệ. Truyện khoa học viễn tưởng rất ít khi chưa có chứa các yếu tố thần kỳ, siêu nhiên mà luôn dựa trên những kiến thức hoặc là lý thuyết khoa học tại thời điểm tác phẩm ra đời. Đề tài của truyện khoa học viễn tưởng thường gắn với các lĩnh vực khoa học như công nghệ tương lai, du hành vũ trụ, người ngoài hành tinh, khám phá đại dương và lòng trái đất. Ví dụ đề tài của tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới đáy biển, Jules Verne là cái câu chuyện khám phá đại dương đầy bí ẩn. Sự kiện trong truyện khoa học viễn tưởng thì có thể bắt đầu từ sự kiện có thật, từ đó nhà văn hình dung tưởng tượng ra câu chuyện. Ví dụ từ việc bắt đầu có tàu ngầm thô sơ, Verne đã tưởng tượng ra con tàu Nautilus có đặc điểm như một tàu ngầm hiện đại. Tình huống trong truyện khoa học viễn tưởng thường đột ngột, bất ngờ, có phần ly kỳ, mạo hiểm. Ví dụ như tình huống trong văn bản bạch tuộc trích tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới đáy biển của Verne, khi con tàu Nautilus gặp đàn bạch tuộc khổng lồ và diễn biến của cuộc chiến đấu chống lại chúng. Cốt truyện trong tác phẩm khoa học viễn tưởng thường gắn với các sự kiện khoa học và công nghệ, với những cái sự kiện đi trước thời gian, những tình huống táo bạo, bất ngờ. Ví dụ cốt truyện của Hai vạn dặm dưới đáy biển là câu chuyện kể về hàng loạt sự kiện phiêu lưu, mạo hiểm của đoàn thủy thủ và những nhà khoa học trên tàu Nautilus. Nhân vật trong truyện khoa học viễn tưởng là những con người thông thái, nhà khoa học, nhà phát minh, nhà sáng chế. Trong các lĩnh vực đề tài mà tác phẩm đề cập. Ví dụ như các nhân vật trong Hai vạn dặm dưới đáy biển là giáo sư Aronnax, người say mê khám phá sinh vật biển, thuyền trưởng Nemo, chủ nhân của con tàu bí ẩn Nautilus. Bối cảnh trong truyện khoa học viễn tưởng thường gắn với cái đề tài của truyện. Ví dụ như câu chuyện trong tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới đáy biển diễn ra trong nhiều ngày, nhiều thời điểm ở một không gian biển rộng lớn hai vạn dặm, hoành tráng và bí hiểm. Số 2 nhỏ, số từ và phó từ. Số từ là những cái từ chỉ số lượng hoặc là thứ tự của sự vật. Khi biểu thị số lượng sự vật, số từ đứng trước danh từ, ví dụ như là 3 tầng, 5 canh. Khi biểu thị thứ tự thì số từ đứng sau danh từ, ví dụ như là tầng 3, canh 5. Phó từ là những từ chuyên đi kèm danh từ, động từ, tính từ hoặc là đại từ để bổ sung các nghĩa sau. Số ít hoặc là số nhiều, ví dụ như là mỗi người, các bạn, những ai. Cầu khiến, ví dụ như hãy đứng dậy, đừng về. Thời gian, ví dụ như đang đi, đã đến. Về mức độ như rất đẹp, hơi khó, giỏi lắm. Sự tiếp diễn, ví dụ như vẫn khỏe, cứ nói. Sự diễn ra đồng thời tương tự, ví dụ như đều biết, cũng cười. Rồi sự khẳng định phủ định, ví dụ như có đến, không hiểu, chẳng cần. Tính thường xuyên liên tục hay là gián đoạn bất ngờ, ví dụ như là thường nói, luôn có mặt, bỗng đổ mưa. Sự hoàn thành kết quả, ví dụ như là nói xong, về rồi, nghĩ ra. Sự lặp lại, ví dụ như là hỏi lại, nghĩ đi, nghĩ lại. Rồi tiếp theo là phần đọc hiểu văn bản. Văn bản 1, bạch tuộc. Trích tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới đáy biển của Jules Verne. Số 1 nhỏ là phần chuẩn bị, thì các em sẽ xem lại phần kiến thức và kiến thức ngữ văn để và
vận dụng vào đọc hiểu văn bản này. Thì khi đọc khoa học truyện khoa học viễn tưởng thì các em cần chú ý ở đây: tác giả viết về ai, sự kiện đề tài là gì, những cái yếu tố nào của văn bản cho biết cái tính chất tưởng tượng về một tương lai rất xa xôi so với thời điểm tác phẩm ra đời. Nhờ những cái yếu tố nào cho thấy người viết có những cái hiểu biết và dựa vào cái thành tựu khoa học, không có các yếu tố thần kỳ, siêu nhiên như truyện truyền thuyết, tựa cổ tích. Thì các em quan sát ở đây là hình ảnh về Jim Bednar, sinh năm 1828 và mất năm 1905, Pháp. Đọc trước văn bản bạch tuộc và tìm hiểu thông tin về tác giả Jim Bednar, một trong những người được coi là cha đẻ của thể loại truyện khoa học viễn tưởng. Tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển của Bednar ra đời vào năm 1870, khi đó tàu ngầm mới đang được thử nghiệm ở mức độ sơ khai. Bạch tuộc cũng chỉ mới được một số người đi biển bắt gặp. Nội dung sau đây tóm tắt bối cảnh của đoạn trích. Giáo sư Aronnax cùng anh bạn giúp việc vui tính công xây là những người say mê khám phá sinh vật biển. Họ đã quyết định khám phá bí mật của quái vật biển. Được sự giúp đỡ của anh chàng thợ săn cá voi siêu hạng Ned Land, họ đã sẵn sàng cho một cuộc đi săn mà không biết có bao điều nguy hiểm đang chờ đợi mình ở phía trước. Rồi bất ngờ, ba người bị bắt làm tù nhân trên chiếc tàu của thuyền trưởng Nemo. Bất đắc dĩ họ phải tham gia chuyến hành trình trên biển dài ngày. Một thế giới kỳ thú của đại dương đã hiện ra thông qua hàng loạt cuộc phiêu lưu của đoàn thám hiểm. Chuyến đi săn dưới đáy biển, thoát khỏi cá mập nguy hiểm, chạy trốn những người thổ dân khai thác kim cương dưới đáy biển, khám phá nhiều vùng đất mới và cuối cùng là mắc kẹt trong núi băng ở Bắc Cực. Chiến đấu với những con bạch tuộc khổng lồ là một trong những cuộc phiêu lưu đó. Như vậy ở phần chuẩn bị thì chúng ta sẽ cần biết tác giả là viết về ai, sự kiện đề tài gì. Thì ở văn bản này tác giả viết về những cái cuộc chiến, những người trên tàu Nautilus và bạch tuộc dưới đáy đại dương. Rồi số 2 nhỏ, những cái yếu tố nào của văn bản cho biết tính chất tưởng tượng về một tương lai rất xa so với thời điểm tác phẩm ra đời. Thì yếu tố của văn bản cho biết tính chất tưởng tượng về một tương lai rất xa so với thời điểm tác phẩm ra đời là con tàu Nautilus có khả năng lặn sâu dưới đáy biển và những cái tiện nghi có trong tàu. Số 3 nhỏ là những cái yếu tố nào cho thấy người viết có hiểu biết và dựa vào thành tựu của khoa học, không có các yếu tố thần kỳ siêu nhiên như truyện truyền thuyết cổ tích. Thì cái yếu tố cho thấy người viết có những cái hiểu biết và dựa vào thành tựu khoa học, không có cái yếu tố thần kỳ siêu nhiên như truyện truyền thuyết cổ tích là những cái dẫn chứng có thật trong thực tế và căn cứ logic về cách mà con tàu hoạt động cùng các thiết bị có trên tàu. Số 4 nhỏ, đọc trước đoạn trích bạch tuộc và tìm hiểu thông tin về tác giả Jim Bednar, một trong những người được coi là cha đẻ của thể loại truyện khoa học viễn tưởng. Jim Bednar sinh ngày 8 tháng 2 năm 1828, mất 24 tháng 3 năm 1905, là nhà văn người Pháp nổi tiếng, phong cách sáng tác thì đi tiên phong trong thể loại văn học khoa học viễn tưởng và được coi là một trong những cha đẻ của thể loại này. Tác phẩm tiêu biểu đó là Hành trình vào tâm trái đất 1864, Hai vạn dặm dưới đáy biển 1870, Vòng quanh thế giới trong 80 ngày 1873. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đọc văn bản. Tàu Nautilus lặn sâu xuống sâu 2-3 ngàn mét vào ngày 20 tháng 4, lại nổi lên cách mặt biển 1.500 mét. Gần chúng tôi nhất là quần đảo Lucay. Từ đáy biển nổi lên những mỏm đá lớn dựng đứng, phủ đầy những loài tảo khổng lồ. Khoảng 11 giờ trưa, Ned Land lưu ý tôi giữa đám tảo đó có một con vật gì đó rất là đáng sợ. Tôi nói, đúng ở đây có nhiều hang thích hợp với bạch tuộc,
nếu có gặp những con quái vật đó ở đây, tôi cũng chẳng ngạc nhiên chút nào. Năm 1861 về phía Tây Bắc, Tenerife cũng ở khoảng vị độ này, thủy thủ Alliston đã phát hiện ra một con bạch tuộc khổng lồ đang bơi cùng tuyến đường. Thuyền trưởng Bouguer cho tàu chạy sát con vật và dùng các loại súng bắn nhưng vô hiệu vì lao nhọn và đạn đều xuyên qua thân bạch tuộc như một khối thịt đông. Sau mấy lần thất bại thì cánh thủy thủ bèn dùng thòng lọng để bắt. Thòng lọng mắc vào thân bạch tuộc nhưng tới vây đuôi mới thắt lại được. Lúc đó mọi người cố sức kéo con vật lên tàu nhưng nó nặng quá đến nỗi cái đuôi bạch tuộc bị đứt ra. Thế là nó lặn xuống biến mất. Thế nó dài bao nhiêu? Nét hỏi, có phải chừng 6 mét không? Công sai hỏi. Anh ta đứng bên cửa sổ và nhìn vào các hốc đá, đúng vậy. Công sai hỏi tiếp, có phải trên đầu có 8 vòi ngọ ngoại trong nước biển như một bầy rắn không? Đúng vậy. Công sai à, có phải hai hàm của nó rất giống mỏ vẹt nhưng lớn hơn nhiều không? Rất đúng. Thế thì thưa giáo sư, có phải nó kia không ạ? Tôi nhìn công say, còn Ned thì lao đến cửa sổ. Con vật khủng khiếp quá, Ned la lên. Tôi cũng đưa mắt nhìn qua ô cửa và bất giác lùi lại. Trước mắt tôi một con quái vật đang bơi tới. Đó là một con bạch tuộc dài chừng 8 mét. Nó bơi lùi rất nhanh về phía tàu. Mắt nó màu xanh xám, nhìn thẳng không động đậy. Tám cánh tay hay đúng hơn là tám chân từ đầu mọc ra dài gấp đôi thân và luôn luôn uốn cong. Nhìn thấy rõ 250 cái giáp ở phía trong vòi. Hai hàm răng bạch tuộc giống cái mỏ vẹt bằng sừng, luôn luôn mở, khép lại. Lưỡi nó cũng bằng chất sừng, hàm răng nhọn rung lên bần bật mỗi khi thò ra khỏi mồm. Thân nó hình thoi phình ở giữa, là một khối thịt nặng chừng 20-25 tấn. Màu sắc nó thay đổi rất nhanh từ màu xám chì sang màu nâu đỏ. Vì sao con bạch tuộc tức giận? Hẳn là vì sự xuất hiện của con tàu Nautilus to lớn hơn nó. Và vì vòi cũng như hai hàm răng của nó chẳng làm nên chuyện gì. Được gặp một con bạch tuộc như thế này thì đối với tôi thật là dịp may hiếm có, nên tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội nghiên cứu nó cặn kẽ. Tôi cố nén sự sợ hãi mà cầm bút chì vẽ nó. Có lẽ đây chính là con bạch tuộc mà tàu Alliston đã gặp. Không, con tàu này còn nguyên vẹn, còn con kia. Con này thì còn nguyên vẹn nhưng mà con kia đã mất đuôi. Không phải thế đâu, vòi và đuôi bạch tuộc có khả năng mọc lại. Tàu Nautilus bỗng dừng lại, toàn thân tàu rung lên. Chẳng lẽ chúng ta lại vấp phải cái gì? Tôi hỏi Ned. Trả lời, dù có vấp phải cái gì ta cũng không ngại vì tàu ta đang đổ ở chỗ nước trong. Đúng là tàu đang đổ ở chỗ nước trong nhưng đứng yên không nhúc nhích. Chân vịt không quay nữa rồi. Một phút trôi qua, thuyền trưởng Nemo và nguyên thuyền phó bước vào phòng khách. Đã thấy mấy hôm nay chúng tôi không gặp Nemo. Ông ta không nói chuyện với chúng tôi, có lẽ chẳng nhìn thấy chúng tôi nữa. Ông ta bước tới cửa sổ nhìn lũ bạch tuộc rồi nói mấy câu với thuyền phó. Ông này đi ra, cửa sổ lập tức đóng lại, đèn trên trần bật sáng. Tôi đến chỗ Nemo, thật là một bộ sưu tập bạch tuộc thú vị. Tôi nói, vâng, thưa nhà, tự nhiên học giờ đây chúng ta sắp giáp chiến với chúng. Tôi hoang mang nhìn Nemo, tôi cho rằng mình không hiểu ý ông ta. Giáp chiến ạ? Tôi hỏi lại, vâng. Chân vịt đang ngừng quay. Tôi đoán rằng hàm răng bằng sừng của con bạch tuộc đã mắc vào cái chân vịt làm tàu không chạy được nữa. Thế ngài định làm thế nào? Cho tàu nổi lên mặt nước rồi tiêu diệt sạch lũ quỷ này. Khó đấy, đúng là khó. Những cái viên đạn có điện khi xuyên vào thân bạch tuộc mềm không thể nổ được vì không gặp đủ sức cản. Nhưng ta sẽ tiến công bằng rìu, bằng mọt và bằng dao nhọn, thưa thuyền trưởng. Ned bổ sung, nếu ngài không từ chối sự giúp đỡ của tôi, xin đồng ý với ông, chúng tôi sẽ cùng giúp ngài một tay. Tôi nói rồi cùng đi với Nemo đến cầu thang trung tâm. Ở đó đã tập hợp chừng 20 người cầm rìu,
sẵn sàng chiến đấu. Nét cầm lấy dao nhọn, còn tôi và công say thì dùng rìu. Tàu Nautilus đã nổi lên mặt nước, một thủy thủ vừa vặn Eku ra thì nắp tàu đã bật lên rất mạnh, rõ ràng là do sức hút của một con bạch tuộc nào đó. Lập tức một cái vòi dài trường dưới thang như một con rắn, còn độ 20 vòi nữa thì ngoằn mèo ở phía trên. Thuyền trưởng Nemo lấy rìu chặt đứt phăng cái vòi khủng khiếp đó khiến nó lặn xuống. Trong khi chúng tôi cố mở đường lên bon thì hai cái vòi khác lại lao tới một thủy thủ đứng trước Nemo rồi nhấc bổng anh ta lên. Thuyền trưởng vừa kêu vừa nhảy vọt ra ngoài, chúng tôi vội lao theo. Cảnh tượng thật đáng sợ. Người thủy thủ khốn khổ bị vòi bạch tuộc quấn chặt, đang chới với trên không, anh ta bị nghẹt thở kêu, cứu tôi với, cứu tôi với. Nhưng Nemo đã xông đến và chặt đứt luôn cái vòi. Viên thuyền phó, các thủy thủ và ba người chúng tôi cũng dùng vũ khí chiến đấu quyết liệt với những con bạch tuộc khác đang bò trên thành tàu. Thật là khủng khiếp, có lúc tôi tưởng người bị nạn sắp được cứu thoát khỏi sức hút của vòi bạch tuộc. Còn quái vật đó có 8 vòi thì 7 vòi đã bị chặt đứt. Các vòi còn lại vẫn quấn chặt người thủy thủ và ngoe ngoải trên không. Khi Nemo và viên thuyền phó vừa lao tới thì quái vật liền phun ra một chất lỏng màu đen. Chúng tôi lập tức bị tối tăm mặt mũi mà chẳng thấy gì. Khi đám mây đen tan đi thì quái vật đã biến mất, mang theo cả người đồng hương xấu số của tôi. Chúng tôi xông đến lũ bạch tuộc, ai nấy đều sôi sục căm thù. Trên bon tàu và ở thành tàu có độ 10-12 con. Chúng tôi ném đứt và quằn quại. Nó len phóng lao, nét len phóng lao nhọn và những cái mắt xanh xám của lũ quái vật lần nào cũng trúng đích. Tuy vậy, kênh bạn dũng cảm của tôi chưa kịp quay lại thì đã bị một đối thủ dùng vòi quật ngã. Cái mỏ đáng sợ của quái vật đã há hốc ra ở phía trên nét. Tôi lao tới cứu anh ta, nhưng Nemo đã đến trước tôi. Lưỡi rìu của Nemo đã cắm phập vào mồm của quái vật. Nét thoát chết liền đứng dậy và phóng ngập mũi, lao vào tìm kẻ thù. Tôi có bộ phận trả ơn ông, Nemo bảo Nét. Nét chỉ nghiêng mình đáp lại. Cuộc chiến đấu kéo dài 15 phút. Lũ bạch tuộc chiến bại, phần bị chết, phần bị thương. Cuối cùng phải bỏ chiến trường mà lẩn xuống biển sâu. Thuyền trưởng Nemo mình nhóm đầy, nhưng đứng lặng bên chiếc đèn pha mà nhìn xuống biển vừa nuốt mất một người đồng hương của mình. Mắt Nemo ứa lệ. Hai vạn dặm dưới đáy biển, Đỗ Ca Sơn dịch, nhà xuất bản Kim Đồng, Hà Nội 1976. Như vậy thì các em vừa cùng đọc hiểu văn bản bạch tuộc. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi ở giữa bài. Một, từ nhan đề bạch tuộc em dự đoán nội dung chính của văn bản. Thì từ cái nhan đề của bạch tuộc thì em dự đoán nội dung chính của văn bản viết về loài bạch tuộc sống dưới biển. Rồi hai, lời kể của nhân vật tôi ở đây có tác dụng gì? Thì lời kể của nhân vật tôi ở đây có tác dụng là kể lại sự kiện từng diễn ra tại quần đảo Lucay. Số 3, chuyện gì xảy ra với con tàu? Thì con tàu bỗng dừng lại, toàn thân rung lên, đứng yên một nhúc nhích, đứng yên không nhúc nhích, chân vịt không quay nữa. Rồi 4, tìm hiểu nghĩa của từ giáp chiến. Thì giáp chiến có nghĩa là tiến gần đến để giao tranh. Rồi 5, cuộc giáp chiến kết thúc như thế nào? Thì cuộc giáp chiến kết thúc thì lũ bạch tuộc chiến bại, phần bị chết, phần bị thương lặn xuống biển sâu. 6. Tại sao mắt Nemo ứa lệ? Mắt Nemo ứa lệ vì ông vừa mất một người đồng hương của mình trong trận chiến với lũ quái vật bạch tuộc. Rồi tiếp theo là những câu hỏi cuối bài. 1. Đoạn trích bạch tuộc kể về sự kiện gì? Theo em tình huống nào trong văn bản được mô tả hấp dẫn nhất? Thì đoạn trích bạch tuộc kể lại sự kiện tàu Nautilus gặp và chiến đấu với những con quái vật bạch tuộc khổng lồ ở quần đảo Lucay.
Theo em thì cái tình huống hấp dẫn nhất được mô tả trong văn bản là tình huống giáp chiến của thủy thủ tàu Nautilus với những con quái vật bạch tuộc. Tiếp theo câu 2 nêu ra một số chi tiết cho thấy trí tưởng tượng rất phong phú của nhà văn về bạch tuộc. Thì một số chi tiết trong văn bản cho thấy trí tưởng tượng rất phong phú của nhà văn về bạch tuộc đó là bạch tuộc dài 8 mét, mắt màu xanh xám nhìn thẳng không động đậy với 8 chân mọc dài gấp đôi thân và luôn uốn cong. Hai hàm răng bạch tuộc cứng cáp giống cái mỏ vẹt bằng sừng, nhọn và rung lên bần bật mỗi khi thò ra khỏi mồm. Thân hình đồ sộ nặng 20-25 tấn, màu sắc thay đổi từ xám chì sang đen, sang nâu đỏ. Rồi, như vậy những cái chi tiết này có thể thấy đây là một con bạch tuộc khổng lồ với các bộ phận đáng sợ đe dọa trực tiếp tới tính mạng của người trên tàu cũng như là các sinh vật khác dưới đáy đại dương. Tiếp theo số 3 nhỏ, những chi tiết nào trong văn bản bạch tuộc cho thấy người viết có những cái hiểu biết dựa vào thành tựu của khoa học? Thì những cái chi tiết trong đoạn trích bạch tuộc cho thấy người viết có những cái hiểu biết dựa vào thành tựu của khoa học đó là tác giả đưa ra những miêu tả về thiên nhiên như từ đáy biển nổi lên những mỏm đá lớn dựng đứng, phủ đầy những loài tảo khổng lồ. Rồi một số chi tiết trên tàu, kể ra một số chi thiết bị trên tàu với cái đặc điểm và chức năng phù hợp logic là thành tựu của các môn khoa học như các loại súng bắn, tàu chạy bằng chân vịt, khả năng lặn sâu và chiến đấu của con tàu. Tiếp theo câu 4, lòng dũng cảm, tình yêu thương và tinh thần đồng đội được thể hiện trong câu chuyện như thế nào? Thì lòng dũng cảm, tình yêu thương và tinh thần đồng đội được thể hiện qua việc mọi người cùng nhau dùng vũ khí chiến đấu với quái vật, không ai nề hà run sợ hay lùi bước. Tình yêu thương còn thể hiện qua cái thái độ nuối tiếc, xót thương khi có người bị mất tích sau cuộc chiến khốc liệt. Tiếp theo câu 5, nhân vật nào trong đoạn trích bạch tuộc để lại cho em nhiều ấn tượng nhất? Hãy miêu tả khoảng 4 đến 5 dòng hoặc là vẽ trên giấy chân dung nhân vật này. Thì ở đây ví dụ như nhân vật mà em ấn tượng trong văn bản là thuyền trưởng Nemo. Trong tưởng tượng của em, Nemo là một người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh với phần trán cao và ánh mắt sáng. Ông đã điều khiển cả con tàu yêu thương gắn bó từng con người và bộ phận của chiếc tàu kỳ diệu đã giúp họ khám phá vô số những bí mật dưới đáy đại dương. Tiếp theo câu 6, từ câu chuyện trên em rút ra bài học gì khi gặp những cái tình huống khó khăn và thử thách nguy hiểm trong cuộc sống? Thì câu chuyện đã tiếp thêm cái dũng khí, dạy cho em bài học về lòng dũng cảm, kiên cường và tinh thần đồng đội khi gặp những cái tình huống khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Chỉ cần kiên trì và đoàn kết cùng chiến đấu, chúng ta sẽ có sức mạnh phi thường để vượt qua hoạn nạn. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 7 của bộ sách Cánh Diều. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.